Trung Quốc hy vọng quan hệ với Mỹ phát triển ổn định, vững chắc. Hàn Quốc, hành khách tìm cách mở cửa máy bay. Bùng nổ khai thác lithium tại Brazil. Thưa quý vị, trong buổi tiếp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tại Đại lễ đường Nhân dân Trung Hoa chiều ngày 19 tháng 6, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhấn mạnh Bắc Kinh luôn hy vọng về một mối quan hệ ổn định và vững chắc với Washington. Theo Tân Hoa Xã, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định lợi ích chung của Mỹ và Trung Quốc nên được coi trọng và thành công của mỗi nước chính là cơ hội chứ không phải là mối đe dọa đối với nước kia. Nhà lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh sự cạnh tranh giữa các nước lớn không đại diện cho xu thế của thời đại, càng không thể giải quyết những thách thức mà thế giới đang phải đối mặt. Ông khẳng định Trung Quốc tôn trọng lợi ích của Mỹ và không tìm cách thách thức hoặc thay thế Washington. Trên tinh thần này, Mỹ cần tôn trọng Trung Quốc, không làm tổn hại đến các quyền và lợi ích hợp pháp của Bắc Kinh. Trong khi đó, theo hãng tin Reuters, Ngoại trưởng Mỹ ông Antony Blinken đã truyền đạt lời của Tổng thống nước này, ông Joe Biden, cho rằng Washington và Bắc Kinh có nghĩa vụ quản lý mối quan hệ song phương và Mỹ cam kết thực hiện nghĩa vụ này. Ngày 19 tháng 6, Nhật Bản nhất trí với Ukraine về việc thiết lập hệ thống liên lạc hỗ trợ Kiev tái thiết các khu vực bị thiệt hại nặng nề trong cuộc xung đột với Nga. Tại buổi lễ ở thủ đô Tokyo, Bộ trưởng Tái thiết Nhật Bản Hiromichi Watanabe và ông Oleksandr Kubrakov, Phó Thủ tướng Ukraine phụ trách vấn đề tái thiết, đã ký bản ghi nhớ về sáng kiến hỗ trợ tái thiết trên. Theo đề nghị của Ukraine, Tokyo sẽ tư vấn cho Kiev trong việc tái thiết các khu vực bị tàn phá dựa trên kinh nghiệm từ thảm họa động đất và sóng thần xảy ra hồi năm 2011 tại miền đông bắc nước này. Chính phủ Nhật Bản cũng sẽ hỗ trợ Ukraine xây dựng lại nhà cửa và các trường học, cũng như khôi phục dịch vụ cung cấp nước và thoát nước cùng cơ sở hạ tầng giao thông bị phá hủy. Thưa quý vị, theo hãng thông tấn Yonhap, hôm nay thì một hành khách chưa xác định danh tính đã tìm cách mở cửa máy bay trên chuyến bay của hãng hàng không Jeju Air cất cánh từ Cebu, Philippines đến Incheon, Hàn Quốc. Theo hãng hàng không Jeju Air, máy bay Boeing 737 chở khoảng 180 hành khách xuất phát từ Cebu vào lúc 1 giờ 49 phút. Sau khoảng 1 giờ bay, hành khách trên bắt đầu có cư xử kỳ lạ, than phiền, cảm thấy tức ngực. Phi hành đoàn đã đề nghị đưa người này đến ngồi gần ghế của tiếp viên hàng không. Tuy nhiên, người này tiếp tục có hành vi khó hiểu và chạy về phía cửa thoát hiểm để mở cửa. Các tiếp viên và một số hành khách đã khống chế hành khách này. Máy bay đã hạ cánh 3 giờ sau đó và hành khách trên đã ngay lập tức được bàn giao cho cảnh sát sân bay Incheon. Vụ việc xảy ra chưa đầy một tháng sau vụ việc tương tự trên chuyến bay của hãng Asiana Airlines khi máy bay chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay ở thành phố Daegu. Nắng nóng thiêu đốt tại các bang Đông Bắc Ấn Độ trong 3 ngày từ 16 đến 18 tháng 6 đã khiến ít nhất 96 người tử vong, hầu hết thì các ca tử vong đều trên 60 tuổi. Trong 3 ngày 16, 17 và 18 tháng 6, khoảng 300 bệnh nhân đã phải nhập viện vì nắng nóng tại bang Uttar Pradesh của Ấn Độ. Phần lớn các bệnh nhân đều cao tuổi, có các triệu chứng sốt cao, nôn mửa, tiêu chảy, khó thở và các vấn đề liên quan đến tim. Do tình hình nghiêm trọng, chính quyền Ấn Độ đã hủy đơn xin nghỉ phép của nhân viên y tế tại một số khu vực và cung cấp thêm giường bệnh trong khu cấp cứu để đáp ứng lượng bệnh nhân ngày càng đông. Trong ngày 17 tháng 6, ở một số khu vực của Ấn Độ, nhiệt độ đã vượt 40 độ C, thậm chí có nơi lên tới hơn 44 độ C. Độ ẩm tương đối được ghi nhận ở mức 25%, làm tăng tác động của nhiệt. Cục khí tượng Ấn Độ phát cảnh báo sóng nhiệt sẽ kéo dài đến hết ngày 19 tháng 6 tại bang Uttar Pradesh. Người dân tại vùng đất mang biệt danh thung lũng nghèo khổ ở Brazil đang có viễn cảnh đổi đời sau những phát hiện về các mỏ lithium giá trị. Lithium là loại kim loại đang được ví như là vàng trắng trong cuộc cách mạng năng lượng sạch. Nó là nguyên liệu chính sản xuất pin lithium-ion, cung cấp năng lượng cho mọi thứ, từ điện thoại di động đến ô tô điện. Tuy nhiên, thì những mỏ vàng trắng này liệu sẽ đưa người dân thoát nghèo thực sự hay không vẫn là điều không ai biết trước. Thung lũng Jequiti Nho Nha ở đông nam Brazil là một trong những nơi nghèo nhất nước này. Tuy nhiên, hiện nơi đây đã trở thành công trường. Những gì đang khai thác được ở đây đang biến đổi vùng đất trước đây chỉ có nắng và hạn hán. Ngày nay, học sinh tốt nghiệp phổ thông trong vùng đã nghĩ đến việc trở thành công nhân khai thác mỏ. Trong quá khứ, chúng tôi làm gì có ước mơ hay viễn cảnh có tương lai ở vùng này. Vùng đất mang biệt danh thung lũng nghèo khổ này sở hữu khoảng 80% trữ lượng lithium ở Brazil.
Brazil lại là nước đứng hàng thứ 5 thế giới về sản xuất lithium, nguyên liệu thiết yếu trong pin xe điện. Chính quyền nơi đây nhanh chóng phát huy tiềm năng của thứ kim loại đang được săn đón này. Trong tháng 5, họ đã tổ chức hoành tráng sự kiện gọi vốn ở trụ sở sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq ở New York, Mỹ, biệt danh thung lũng nghèo khổ được đổi thành thung lũng lithium. Công ty Sigma Lithium bắt đầu khai thác lithium ở thung lũng này vào tháng 4. Mục tiêu của công ty là sản xuất hơn 600.000 pin xe điện trong năm đầu tiên, sau đó là tăng gấp 3 lần số lượng này. Công ty cho biết họ tái sử dụng 90% nguồn cung cấp nước, bảo vệ dòng chảy địa phương và không sử dụng hóa chất trong quá trình khai thác. Toàn bộ hoạt động của chúng tôi được xây dựng xung quanh việc tìm kiếm sự cân bằng giữa tính bền vững và khai thác. Tuy nhiên, không phải người dân nào trong khoảng 1 triệu dân địa phương cũng hài lòng. Bởi theo họ, việc khai thác lithium đã gây ra tác động tiêu cực, bao gồm thiệt hại cho nhà cửa của người dân do thuốc nổ được sử dụng trong quá trình khai thác. Ở một số nơi, việc khai thác lithium là rất có lợi, nhưng những người già cả như chúng tôi không còn làm việc được nữa, cũng không chuyển đi nơi khác được, thì lại không được lợi. Đây từng là một vùng nông thôn yên bình, bây giờ thì thường xuyên xảy ra ồn ào, đã có những ngôi nhà bị nứt tường do các vụ nổ. Cho tới nay, lithium khai thác ở Brazil hầu hết đều được xuất khẩu, và nước này khuyến khích sự tham gia của các nhà đầu tư doanh nghiệp nước ngoài. Trong lịch sử, Brazil đã chứng kiến một số đợt giàu sổi nhờ tài nguyên, nhưng sau đó đã lụi tàn nhanh chóng do chỉ xuất khẩu nguyên liệu thô và phụ thuộc vào nước ngoài. Trong khi đó, nước cùng ở khu vực Nam Mỹ với Brazil là Chile lại có chính sách hoàn toàn ngược lại, đó là công bố kế hoạch quốc hữu hóa ngành công nghiệp lithium. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin GMT+7 tối nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào quý vị.